Với các học sinh miền núi thì việc tới trường mùa mưa lũ luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy. Cha mẹ thường xuyên lên rừng làm dẫy, bởi vậy mà học sinh từ bậc mầm non cho đến trung học phổ thông ở khu vực miền núi cao gần như là phải tự đến trường trong suốt cả năm học. Nguy hiểm hơn là trong mùa lũ thì các em cũng phải vượt qua khe suối để đến trường. Sự bất an cũng luôn thường trực bởi nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ghi nhận tại một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Thời điểm cuối tháng 10, khu vực biên giới xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thường xuyên có mưa to nên các khe suối nước chảy rất mạnh, rất nguy hiểm cho học sinh khi đến trường mỗi ngày. Nguy hiểm lắm chú ạ. Vì sao nguy hiểm? Lượng mưa, không đi qua đi lại được, khó khăn. Mỗi khi tan học, các em học sinh vùng cao biên giới thường lui tới khu vực suối để tắm và vui đùa. Trong khi thời điểm này đang là mùa mưa, nên xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, dẫn tới nguy hiểm cho các em. Lo lắng nhất là vì là các khe suối, trẻ con nếu mà gia đình mà lơ là thì dẫn đến chết đuối nước. Mưa thì rất lo, nếu mà không đi qua khe đấy được thì phải đi đường vòng xa đến trường. Trên thực tế thì ở ngay cái bản xã mặt ở bên ngoài này cũng có một vụ rồi. Còn đây là tỉnh lộ 543D đi vào các xã Mường Ải, Mường Tiếp, Tà Cạ của huyện Kỳ Sơn. Khi mùa mưa đến thì nỗi lo, sự bất an cũng thường trực bởi nguy cơ tai nạn do đất đá sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hàng ngày đi lại thì rất là sợ đường đá rớt xuống. Để biết là mình dũng cảm như thế nào khi vượt qua đoạn đường này. Cuối tháng 10 là thời điểm giao mùa. Bởi vậy, khu vực miền núi có thể xảy ra thời tiết cực đoan, trong đó có mưa to, dẫn đến lũ ống, lũ quét. Vì vậy, các địa phương, các nhà trường và gia đình tiếp tục phải phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh các cấp khi đến trường. Vâng, và dự báo trong 2 ngày tới thôi thì ở miền Bắc cũng như là Bắc miền Trung thì sẽ xảy ra đợt mưa dông mới do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, và vùng núi có nguy cơ cao xảy ra cả lũ quét và sạt lở đất do là mưa to cục bộ. Vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với thông tin vừa rồi.